Chào cả nhà nhé. Hôm nay tiếp cái cảnh chia sẻ và đăng bán cây tùng na ăn vip. Đấy. Dạ. Cây này là chiều cao là 3 mét. Để mình đo anh nhé. Anh cầm này xoay em. Đấy, cảm thấy để em rồi. Đây nhá. Tiếp cái cảnh nhá. Chào nhá. Đây là hôm nay muốn bán cây tùng này các bạn nhé. Mình sẽ đo trực tiếp. Kênh tiếp cái cảnh đây, cái tùng na án là rất là hoàn thiện kỹ rồi. Đấy, anh ở đây xoay cái vành gốc, em đo cái vành gốc này. Cái này còn nấp sâu các bạn nhé, nấp rất là to này, bẹ nó này. Đấy. Nhưng thôi cứ đo quanh quanh tí này. Đo tạm trên này thôi, còn 110. Đấy, vành gốc của nó 110. Đấy. Đây là 110. Chiều cao này. Chiều cao 3 mét, 3m2. 3m2. Tán của nó nhé. Tán này. Tán 2m rưỡi. Ai không để. Bảo được, tán 2m rưỡi. Tán 2m rưỡi. Đấy các bạn nhìn nhé. Cây tùng vip chưa. Đấy. Đấy cây về cái này lớp sâu mà. Đây. Cây này cây làm kỹ. Cây này cây tùng na án anh ơi. Tay. Cây này làm kỹ lắm này, trông các bạn trong tay cành. Cái nhà thấy bé này, các bạn nhìn. Cái bẹ gốc nó rất là to các bạn nhé, đây là chưa bới ra đấy nhé. Bẹ gốc dưới còn to hơn. To rất là nhiều đây này, bẹ chân bẹ nó này. Đấy, nhưng vừa rồi mình chỉ đo cái gốc này thôi nhé. Đấy, cây này cây. Đấy, tay cành thì làm kỹ đây các bạn nhìn này. Tay cành làm kỹ. Này chặt quá không không. Đây dành cho đại gia. Đây, các bạn trông tay uốn này. Đây, kiếm được cái tùng na án này hơi khó. Đấy, cái tùng này to nhất trong vườn. Đấy, tùng đây thì rất là nhiều. Đấy, nhưng mà đấy, đây tùng Nhật Bản đấy các bạn này. Đấy. Cái này bé hơn. Vâng, cái này cái tùng Nhật Bản. À. Đây tùng Nhật. Vâng. Tùng Nhật đấy. Hai cây tùng Nhật. Vâng. Đấy. Chia sẻ các bạn nhé. Thôi rồi. Anh nào thích alo nhá. Cây này là cũng dành cho những người có điều kiện kinh tế. Cây thì quá vip rồi, quá đẹp rồi, quá đẳng cấp rồi. Ông anh này ông thích nắm rồi, nhưng mà ông bảo chỉ dồn nó chưa đủ rồi, 2/3 tiền nữa, anh chưa dám chơi. Anh này cũng thích nắm, nhưng mà anh bảo thiếu, vẫn còn thiếu. Thiếu đồ. Vẫn thiếu đồ. Ôi, mình chưa có điều kiện đủ tầm chơi thì người có điều kiện chơi nhá, ok. Nó uốn đẹp lắm. Vâng, cảnh này.